anh em luyện phết máy mà nó không được nét, thì nó có nhiều cái yếu tố mà anh em chưa, tức là anh em đang chưa hiểu và hoặc là chưa biết, nên là anh em đang làm nó chưa được nét. Bây giờ tôi sẽ chỉ anh em, đây là cái video có thể sẽ để lại cho anh em máy vì sau này anh em sẽ phải học để học lại. Đầu tiên mình sẽ tạo nền trước 4.5mm, mình mở lưới tạo nền 4.5, mở lưới và tạo nền. Ở phía đằng sau này mình sẽ đẩy nó thoáng lên, đừng để cái phần này nó thò thò nên là vướng mất không nhìn thấy. Khi mình đánh rồi cái phần trong này nó bị vướng không nhìn thấy. Dùng ngón tay đè luôn cho nó nhanh. Đây là một cái khuôn đầu khá là lồi lõm, ở đằng sau bị lõm sâu này. Nhìn tóc là biết lõm sâu vào. Khi mình tạo nền xong mình sẽ tạo khung bằng giấy sát lên, sau mình tạo đường khung mít phết. Khung mít phết để anh em nhớ này, cái góc phía trước mình sẽ lấy một điểm làm điểm chuẩn, thì ở phía trước mình sẽ lấy cái vị trí góc tròn này, cái điểm góc tròn này, hay một cách khác để mình nhận biết hơn là ở vị trí thái dương. Thì sau một điểm, đây là điểm A, điểm C, và lấy điểm B làm điểm tâm, điểm cân bằng của điểm A với C. Thì khi mình sẽ lấy điểm A với C, hai điểm nó phải bằng nhau này này. Cái điểm C là nó không để thấp ở dưới này được, đó như này nó mất cân bằng, không được. Bây giờ mình phải có 3 điểm A, A sẽ nối lên B, đó, và B nối lên C. Đấy, như vậy mình có 3 điểm, mình chia 3 điểm cân bằng với nhau, thì nó sẽ tạo ra cái khung cân bằng. Khi mình đã có cái khung cân bằng rồi, bắt đầu từ A đến C, cân bằng bắt đầu từ điểm C, mới dốc xuống, đấy. Nhiều anh em là vội vàng chưa đến điểm C mà mới đến điểm B thôi, bắt đầu anh em từ đây đã chuyển dốc xuống đây rồi. Bởi vì tâm lý của anh em sợ đằng sau cái nó cao, đúng không? Đó, đằng sau sẽ dốc xuống như vậy, xong ôm ở đây, sau cái nó tròn ôm sang đây. Một cái lưu ý để khi anh em phết được nét đó là trong quá trình phết cứ luôn phải đánh thật sạch vào, đường khung tạo là phải sắc nét. Đừng đánh kiểu nhăm nhăm nhiều và tí nữa phết kiểu nó sẽ bị đen nhem, không có đẹp. Ở đây là một cái kỹ thuật phết, tức là dành cho người mới tập luyện. Còn khi mà anh em đã có kinh nghiệm rồi thì mình có thể bỏ bớt một số bước đi, không cần phải làm đầy đủ 8 bước. Kể cả nữa giờ mình mở lưới ra mình đẩy một phát lên, nó vẫn lên hiệu ứng, một phết nó vẫn lên hiệu ứng mà. Nhưng mà kết quả thì nó sẽ không được, như mình phải chia bước nhỏ ra. Thì bây giờ mình sẽ chia làm 8 bước này. Đầu tiên bước 1 tạo nền, bước 2 tạo khung, bước 3 mở lưới 90%, sẽ đẩy từ đường khung lên 1cm và hất nhẹ ra ngoài. Đấy, bước này anh em đẩy lên hay phải hất như thế này. Và kích thước từ đây đến đây, từ dưới lên trên nó phải đủ 1cm. Đừng đẩy ngắn như này, đó, ngắn như này không có tác dụng. Tức là đẩy nó không có hiệu ứng lên, đó. Phải đẩy dài một chút. Đẩy dài mà phải đẩy sạch như thế này. Ngắn ở trên phải hất, hơi hất nhẹ mình ra ngoài một tí để cho nó mờ đi. Đừng đẩy như thế này. Đó, như này là hỏng, không có độ hất, đẩy lên phải có độ hất. Ở trên này nó phải mờ mờ như vậy, đừng để cái ngấn to như này. Nếu mà như này thì thầy nhìn là thầy tưởng anh em mới tạo khung xong. Khó lên, hất lên nhẹ một chút. Và phải luôn luôn đánh xong đi theo cái đường khung này, cân bằng. Kích thước phải đánh thật đều vào. Đó, mình phải đánh thật đều và cân bằng, nhưng mà kích thước phải đều nhau và đánh vuông góc với đường khung. Muốn hiệu ứng đều đẹp thì phải đánh vuông góc, đường khung đừng đánh như này, đừng đánh theo chiều tóc. Nếu mà đánh theo chiều tóc anh em sẽ đánh thế này, như này nó sẽ tạo ra cái bậc thang từng khúc nó không đẹp. Muốn nó đẹp phải đánh theo cái đường khung này, đường khung dốc như nào thì mình sẽ đánh chạy theo đường khung đó, phải đánh vuông góc với đường khung. Đằng sau thì tóc sẽ rậm hơn nên nó sẽ bị đen hơn so với đằng trước. Như vậy mình có thể đóng lưới sát hơn một chút. Và anh em có thể đánh rộng hơn so với đằng trước. Bởi vì tóc đằng sau nó rậm hơn và dài, rộng hơn, diện tích rộng hơn. Và màu sẽ bị tối hơn, nếu mà anh em mà đánh không đủ rộng thì màu nó sẽ bị tối.
và anh em phải dọn thật sạch và mau thật sạch và đừng để nó bị lem nhem. Đến bước 4, mình sẽ đóng lưới gần sát, đóng 90%. Đóng gần sát lên để bị phá cái ngấn được không này, kiểu này cũng mờ đây này. Nó bị phá ngấn đi. Mình chỉ đánh một nửa của cái bước trước đó thôi. Ví dụ như là bước trước mở lưới 90% đi 1 cm ấy, mình chỉ đánh một nửa của cái bước đấy thôi. Cứ đừng đánh, đừng hất hết cái phần màu này, nó lại hỏng. Và mình chỉ đánh một nửa phần này thôi. Làm cái ngấn này, phá ngấn này cho nó mờ đi thôi. Và phải đánh lưới rộng ra như này, đừng dùng góc nhỏ như này. Dùng góc nhỏ này đánh nó sẽ bị lem nhem, thì nó không đẹp. Phải dùng lưới rộng ra như này đánh. Lưới rộng nhất thì thường thường là sẽ dùng một, lưới bé nhất là dùng đến 1/3, 1/2 đến 1/3. 1/3 là dùng cái góc nhỏ nhỏ này, 1/2 là dùng một nửa. Đó. Còn những đoạn nào mà rộng phẳng như này thì mình dùng cả lưới này, không cần phải nghiêng góc. Đằng sau tóc rậm hơn, đang rậm hơn thì mình sẽ đóng lưới sát dần lên để cho phá được những cái ngấn ở đằng sau. Đấy, anh em muốn phết nét thì phải đánh chi tiết thì đánh thật sạch vào. Thì ưng đánh sạch như này thì nó có phải đẹp không? Thì nếu mình phá 1.5 lên là hiệu nó rất là đẹp rồi, mà mình không phải qua lại sửa nhiều lần. Đây là một cái kỹ thuật phết bài bản để anh em luyện tập. Còn bình thường anh em cày tiền ở cửa hàng thì chỉ cần một phết, hai phết thôi, tức là phết 1-2 bước thôi, đóng mở lưới hất lên là tạo ra hiệu ứng và cắt tông được, thế là xong. Nhưng mà anh em muốn luyện được có siêu phẩm thì phải luyện như này, luyện từ những cái kỹ thuật như thế này, chia nhỏ nhiều bước này để luyện. Sau bước 4 mình sẽ đến bước 5. Bước 5 sẽ dùng 1.5 mm để mình phá ngấn của cái bước mở lưới trước đó. Mình sẽ phá cái ngấn này, mình sẽ đi theo thứ tự từ nhỏ cho đến lớn để cho anh em người mới anh em dễ hiểu. Đó. Đi từ nhỏ đến lớn này. 1.5 mình sẽ mở lưới trước, mở lưới đi một lượt và tí mình sẽ quay lại đóng lưới đi một lượt, mình chia làm hai lượt mở lưới đi một lượt. Vì cái phần này tóc thưa mình phải mở lưới cho an toàn, nếu mà đóng lưới này hỏng luôn, có thể vô tình đẩy hỏng luôn. Mình mở lưới trước mình còn cứu được, còn chứa được. Đánh vô góc được không? Tức là càng lên cao cứ càng to, mình sẽ phải càng hất dài tay hơn, hớt nhiều hơn, hớt dài tay hơn. Đánh lên là phải có hiệu ứng, chứ không phải đánh lên là phá được ngấn này là tạo ngấn khác là không đẹp được. Phá được ngấn này, ngấn khác nó phải mờ đi. Nên là sao gước của phía nào nó phải mờ như vậy mình phá được cái ngấn này. Còn cái ngấn ở trên thì mình sẽ chuyển sang 3 mm, đi từ cứ nhỏ đến cứ to. Quay gần một chút, quay gần một tí. Đây là vị trí bị lõm sâu vào. Khi mà đến những cái vị trí bị lõm sâu này mình sẽ nâng góc độc tông cao lên. Ví dụ mình đang để góc độc tông này không phá được, nó đánh không chạm tới, mình sẽ nâng cao lên này, xúc vào, xúc sâu vào trong xong rồi hớt dài lên. Như vậy thì màu nó mới đều được. Đừng đẩy như này nhá, đẩy như này không phá được, mà phải nâng cao lên trên, xúc, hớt dẻo tay một tí. Đây là cái bước 1.5 và mở lưới. Bây giờ mình sẽ đóng lưới để phá này. Phần này nó vẫn còn ngấn một chút bởi vì đằng sau tóc rộng hơn. Mình sẽ đóng lưới sát lên, mình phá luôn cái ngấn này. Như phía trước tóc thưa, phần này ok này, nhưng mà phần sau chưa được. Mình sẽ đóng lưới sát lại để phá đằng sau lưới đằng sau. Ở phía sau này ngấn đang tóc hơi rộng, mình cần phải đóng lưới sát và nâng góc độ tông cao lên thì mình xúc vào. Nếu mà anh em không tự tin thì phần phía ta sang anh em sẽ để ngấn đen gì và không phá được. Cái này mình cần phải tự tin một chút. Đánh tự tin lên, đừng sợ hỏng. Cùng lắm thì hỏng đâu này mình sửa, mình rút kinh nghiệm đâu khác để mình làm tốt hơn. Nếu mình cứ đánh mà cứ sợ hỏng thì làm sao mà khá được. Anh em cứ phải tự tin lên. Hỏng đâu này có thầy sửa, anh em không phải lo. Thế là trong quá trình phết anh em phải bạn ta đi, đánh thoải mái ta đi. Đây là bước 1.5, sau bước 1.5 thì nó phải như thế này. Đó, thì nó phải như thế này nhé.
cũng tương tự như vậy, mình cũng sẽ mở lưới trước và mình sẽ đánh dài ra lên trên, đánh làm sao đừng làm mất cái phần màu nâu này, đừng mất phần màu nâu này, và cũng đừng để phân mất phần màu đen, mình chỉ khóa cái ngấn này thôi, khóa cái đúng cái ngấn này thôi, đừng làm cái phần màu đen để mất. Khi mà cái phần màu này mất nó sẽ bị xấu và hỏng. Mình đang tạo hiệu ứng đẹp như thế tự nhiên lại mất cái hỏng rồi. Mình sẽ mở lưới trước phần này tóc cưa, và phần phía trước mai này tóc cưa rất là dễ bị mất màu nên là anh em phải kiểm soát, và mình chỉ lướt lướt qua thì thôi, mình đánh lướt qua một chút thôi. Đó, bắt đầu đến phần này rậm này, sâu sâu lại một chút, bóng lưới sát đi một tí, đằng sau tóc rậm hơn rồi. Ly phải đánh dài tay lên, tí nữa mình cắt tung được nó mới nhàn được. 3 ly mà anh em đánh ngắn tay vào tí cắt tung được nó rất là khó. Cố gắng để cái phần màu nó phải song song với nhau như vậy, tất cả 3 màu sắc phải song song với nhau như thế. Màu trắng, màu nâu, màu đen phải có 3 màu, phải có đầy đủ màu và cân bằng màu. Trong quá trình phết anh em đừng sợ phần em bị lóng sâu không dám đánh vào đúng không? Anh em sợ đúng không? Tự tin lên, đừng sợ, cứ đánh thoải mái vào. Anh em mình trong quá trình phết mình chỉ tập trung về hiệu ứng cho nó cân bằng và đẹp thôi, đừng để ý về phần khung thành, tức là nó phẳng hay không không quan trọng, thì nếu mình cắt tung được lên nó sẽ tự phẳng. Nhiều khi anh em phết anh em cứ sợ nó bị lõm sâu và tí cắt không được, cắt tung được nó không đều, nhưng mà đừng sợ như thế, thì nếu mình cắt tung được lên nó tự phẳng hết lên. Sao để không bị mất màu đen, tức là mình đừng kê sát ra đầu quá, kê sát ra đầu nó sẽ bị mất màu đen, thì cắt đi một chút thôi. Ở phía này mình nếu mà ép được sát là mất màu luôn. Ở cái góc mai phía trước này mình cần phải nhẹ nhàng hơn một tí và cắt ít màu thôi. Phần này anh em đừng sợ, mình cắt sâu vào. Ngay đầu tiên mình muốn liên kết ở vị trí này, mình sẽ phải cây lửa ngang để tông dọc. Nếu mà chỉ đẩy tông chéo này, anh em sẽ không cắt được cái vị trí này, nó sẽ tạo ra cái gờ đấy. Bởi vì chỗ này nó bị hóp sâu vào, mình phải cây lửa ngang để mình móc sâu vào trong, móc sâu vào. Xong lên trên mình lại đẩy tông ngang. Sau khi xong xuôi mình sẽ chuốt cho nó mịn một chút, chuốt những sợi nó bị xù xù ra cho nó mịn ra. Ok, và hiệu ứng nó như vậy là xong. Và bây giờ mình sẽ soi ngang để nhìn xem có bị loe ra không nhé. Phần này lõm sâu như này mà mình đánh sâu như vậy, soi ngang xem có bị loe không. Anh em mình cắt làm sao để mình giữ được cân bằng được cả hai cái này, cân bằng được phần màu và cân bằng được cái phần khung thành, cân bằng được form, tức mình phải cân bằng được như vậy thì nó mới đẹp được. Và bây giờ em soi phía sau xem nào, soi từ phía sau về đằng trước xem cái khung thành nó có đúng không, tắt không có bị loe ra nhỉ. Ok, đây là phần kết quả cuối cùng của mình sau khi tất cả các bước mình đã hướng dẫn anh em làm, và bây giờ mình sẽ sang bên kia. Nó bắt đầu mình phết nhanh trong khoảng 2 phút thì mình sẽ bỏ một số bước đi, như đầu tiên mình vẫn tạo nền bình thường. Thao tác nhanh tay một tí. Nhẹ nó nhá, con này đau đấy. Anh em im lặng nào, tập trung xem nào. Tiếp theo mình tạo khung này, mình sẽ tạo khung và vừa tạo khung vừa tạo hiệu ứng luôn nhé.
anh em mà tạo khung, mà người tạo khung người tạo hiệu ứng được như thế thì tốt. Sau mình đòn đường sát đẩy luôn cái này. Đánh 1.5 lên và cắt tung đường và xong. 1.5 mình muốn tạo hiệu ứng đẹp mình sẽ đánh dài tay lên. 1 phút 50 giây phá đợi. Bắt đầu. Việt Nam mình sẽ đánh dài tay lên. Mình phết bỏ bớt đi một số bước cho nó nhanh hơn.